Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Apple là một công ty công nghệ có thể nói rằng là vô cùng quyền lực trên thế giới hiện nay. Và anh biết rằng ấy, là có rất nhiều viewer, có rất nhiều khán giả của anh em TV tò mò về việc là thế thì làm việc với Apple sẽ như thế nào. Thì mình cũng đã có tổng hợp được một vài câu chuyện khá là hay ho. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một vài những câu chuyện đó. Để nỡ như mà sau này anh em có làm việc cho Apple thì anh em đỡ bỡ ngỡ, được chưa? Ok, không làm mất thời gian của anh em nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi. Anh em ơi! Vâng, và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì nếu như anh em muốn mua iPhone 12 thì anh em ra đâu? Đúng rồi, đó chính là Cellphone.net. Bây giờ mà mua iPhone 12 tại Cellphone.net thì cứ phải gọi là hết nước chấm rồi. Hiện tại thì mức giá của những chiếc iPhone 12 đang cực kỳ ngon. Và nếu như anh em đang quan tâm đến những chiếc iPhone 12 thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng đến hệ thống cửa hàng của Cellphone.net nhé. Và nếu như mà anh em nào mua hàng trong mùa dịch này thì anh em sẽ được giao hàng nhanh trong vòng 72 tiếng, cực kỳ ok luôn. Và tất cả thông tin chi tiết anh em chỉ cần bấm vào đường link bên dưới thôi. Thế thì cái luật đầu tiên khi mà anh em làm việc với Apple, nếu như Apple là đối tác của anh em, đó chính là luật im lặng. Về cơ bản thì nó là một cái luật mà anh em sẽ không được tiết lộ cho truyền thông, anh em sẽ không được tiết lộ cho công chúng rằng là anh em đang làm việc với Apple. Thậm chí là anh em còn không được cả nhắc đến tên của Apple nữa cơ. Và nếu như mà anh em còn nhớ thì vào đầu năm nay, Hyundai, một công ty xe ô tô, đúng không ạ, đã hợp tác với lại Apple để phát triển làm ra xe điện. Và lúc đó thì Hyundai họ đã bật mí với mọi người rằng là Apple cũng như là Hyundai đang hợp tác để làm ra xe điện. Và nguyên văn dòng trạng thái của Hyundai trên Twitter này là như sau: Apple và Hyundai đang thảo luận về công nghệ xe điện, thế nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định. Thế nhưng mà ngay sau đó, dòng trạng thái của Hyundai đã bị xóa đi và thay vào đó là dòng trạng thái này: công ty đang đàm phán với nhiều công ty khác nhau liên quan đến phát triển xe điện và chưa có quyết định nào được đưa ra. Anh em thấy có áp lực không? Áp lực quá đấy chứ. Thực ra ấy, thì cái lý do mà khiến cho Hyundai phải xóa đi cái dòng trạng thái đó và thay vào đó là bằng một cái dòng trạng thái mới ấy, thì thực ra lý do rất đơn giản, bởi vì nếu như anh em muốn hợp tác với Apple thì cái điều đầu tiên mà anh em cần phải lưu ý đó chính là giữ im lặng. Những đối tác với Apple đều phải tuân thủ những quy định bảo mật thông tin vô cùng là chặt chẽ. Apple cấm các đối tác nhắc đến tên trước công chúng và truyền thông. Theo như hồ sơ của công ty GT Advanced Technology thì nếu như đối tác làm lộ thông tin thì sẽ phải chịu phạt lên tới là 50 triệu đô. Tất nhiên là sẽ vẫn có một vài trường hợp Apple công khai hợp tác, ví dụ như là Corning, hãng làm kính cường lực cho iPhone chẳng hạn. Tuy nhiên thì kể cả có hợp tác với Apple thì nhiều khi công ty còn không được nhắc đến tên. Ví dụ như chính Corning chẳng hạn, nếu như muốn nhắc đến tên Apple trong công ty thì còn phải sử dụng một mật mã chứ không dám nói thẳng. Thậm chí là khi mà nhắc đến tên Apple thì CEO của Corning còn cảm thấy run run, tại vì cảm giác nó cứ sai sai. Thế thì đỉnh cao của cái việc này đó chính là vào năm 2011 thì Apple họ đã bán ra một chiếc áo phông ở bên trong Apple Store với một dòng chữ cực kỳ là đơn giản, đó chính là: tôi đã đến khuôn viên của Apple và đó là tất cả những gì mà tôi có thể tiết lộ. Anh em đã thấy, trời ơi. Thế nên là nếu như mà làm việc với Apple ấy, thực sự là một điều không hề đơn giản đâu nhá. Câu chuyện thứ hai mà mình muốn chia sẻ với anh em ấy, đó chính là đối với lại Apple, như anh em đã biết là một công ty công nghệ và họ tạo ra rất nhiều sản phẩm, họ tạo ra từ iPhone, iPad, MacBook, vân vân và vân vân. Thế nhưng mà nếu như anh em có làm việc với Apple ấy, thì anh em cũng sẽ phải chuẩn bị một cái tâm lý, đó chính là chúng ta sẽ có rất nhiều ý tưởng, thế nhưng rất nhiều ý tưởng trong số đó ấy, sẽ không trở thành sự thật, đặc biệt là đối với thời của Steve Jobs. Trong một email được tiết lộ mới đây thì ngày xưa Apple suýt chút nữa đã cho ra một chiếc iPhone rất đặc biệt có tên là iPhone Nano. Có khả năng đây sẽ là chiếc iPhone với kích thước nhỏ hơn cả iPhone 4 với mức giá rẻ hơn. Tuy nhiên thì nội dung email lại không nói quá nhiều về sản phẩm này, chỉ có đúng một dòng chữ, đó chính là kế hoạch iPhone Nano. Thế thôi, với chỉ định là anh Johnny Ive hãy thiết kế sản phẩm này đi. Thế như anh em cũng đã biết rằng là sau đấy thì chúng ta không có chiếc iPhone Nano nào cả và có vẻ như là Apple họ đã từ bỏ cái dự án này. Thế nhưng sau này thì chúng ta lại có một sản phẩm khác, đó chính là chiếc iPod Nano. Và thực ra thì mình nghĩ rằng là cái ý tưởng này nó vẫn chưa hoàn toàn là đi vào dĩ vãng. Biết đâu cái chiếc iPhone Nano này nó lại là một cái nguồn cảm hứng để sau này Tim Cook ông ấy phát triển ra chiếc iPhone mini thì sao?
Một trong những cái điều mà anh em khi mà anh em đi làm mình biết rằng là anh em sẽ quan tâm rất nhiều ấy, đó chính là vấn đề về lương thưởng, đúng không ạ? Mình biết tại vì là mình cũng rất là quan tâm đến vấn đề này. Và anh em biết là lương của Tim Cook tại Apple là bao nhiêu tiền không ạ? Mình cũng rất là tò mò. Thế thì mới đây tờ nhật báo phố Wall, hay còn gọi là Wall Street Journal ấy, thì họ đã đăng tải mức lương thưởng của 500 CEO của 500 công ty công nghệ khác nhau. Và cái mức giá trung bình của những CEO đó ấy là 13,4 triệu đô la. Thế thì anh em nào mà là ông thần toán học ấy, anh em thử đổi cho tôi 13,4 triệu đô ra tiền Việt là bao nhiêu tiền. Thế thì như anh em đã biết thì Apple là một công ty rất là lớn, một công ty nằm trong top đầu những công ty công nghệ trên thế giới, đúng không ạ? Vậy thì cá nhân mình thì khi mình đọc cái quan sách này, mình đã nghĩ rằng là Tim Cook sẽ phải là nằm trong top những CEO được trả lương cao nhất. Thế nhưng mà không, Tim Cook thì ông ấy nhận một cái mức lương nó chỉ hơn cái mức lương trung bình một tí thôi. Cụ thể mức lương của Tim Cook mà mình có tìm hiểu được đó chính là 14,8 triệu đô. Và ông xếp ở giữa bảng xếp hạng của chúng ta với vị trí là 171 trên 500. Thế thì nghe qua có vẻ như là mức lương của Tim Cook khá là khiêm tốn, đúng không ạ? Thế nhưng mà anh em đừng vội lo cho Tim Cook, bởi vì ông ấy còn có thêm một cái nguồn thu nhập nữa. Thực ra ông có nhiều lắm, nhưng mà mình biết là ông có thêm một nguồn thu nhập nữa, đó chính là bán cổ phiếu thưởng của Apple. Mà vừa 10 tháng trước thôi thì Tim Cook đã bán số cổ phiếu thưởng của Apple với một cái giá trị lên tới là 750 triệu đô la. Thế đó là ba câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay. Thế nhưng mà còn câu chuyện cuối cùng cũng dở khóc dở cười không kém. Bình thường khi mà anh em đi làm, khi mà anh em giả sử anh em bị đuổi việc chẳng hạn, thì cái lý do mà anh em bị đuổi việc là gì? Chúng ta có những cái như kiểu là lười biếng, cãi sếp, hay là trễ deadline, vân vân và vân, thì chúng ta sẽ bị phạt, chúng ta bị đuổi việc, đúng không ạ? Thế nhưng ở Apple Store ấy, thì đã có một nhân viên nghi vấn bị đuổi việc vì tên là Samsung. Anh em nghe có tin được không? Cá nhân mình thì khi mà mình nghe cái câu chuyện này thì mình cũng đã nghĩ rằng làm gì có cái chuyện đấy. Thế nhưng mà sau khi tìm hiểu thì đây lại là sự thật. Không hiểu là cái cửa hàng Apple Store này khi mà họ tuyển dụng thì họ có nhìn CV hay không. Thế nhưng mà đúng là đã từng có một nhân viên Apple Store có tên là Samsung. Thế thì cái anh Samsung này ấy, thì anh ấy làm việc ở Vancouver, Canada. Và khoảng hơn 10 năm trước thì có một hình ảnh đã được đăng ở trên mạng với cái thẻ tên của anh ấy, đã được đăng ở trên Twitter. Và mọi người khi mà mọi người nhìn thấy cái thẻ tên này có tên là Samsung thì mọi người trời ơi, ai cũng tò mò, ai cũng thấy rất là phấn khích, và tại sao lại có một người tên là Samsung làm việc tại Apple Store. Và khi mà mọi người nhìn thấy cái hình ảnh đó ấy, thì tất nhiên mọi người cũng có một cảm giác giống như mình. Mọi người đã nghĩ rằng là chắc đây là chuyện fake thôi chứ làm gì có chuyện thật. Và có thể đây là một cái sản phẩm của Photoshop thì sao. Thế nhưng mà để xác thực cái chuyện này thì phóng viên của CNBC đã đến tận nơi bắt tận tay luôn ở trong cửa hàng Apple Store đó. Và cửa hàng Apple Store này cũng đã xác nhận rằng họ đã từng có một nhân viên ở đây là Samsung. Thế nhưng mà anh này thì đã nghỉ việc và chuyển sang một bộ phận khác. Thế thì chưa rõ là anh ấy có bị Apple đuổi việc hay không. Thế nhưng mà cái sự việc này nó diễn ra khá là chóng vánh. Và sau này thì mình có tìm hiểu được thì anh ấy đang làm việc tại một công ty tuyển dụng. Cái này nó gọi là nghề nó chọn người rồi anh em ạ, chứ không thể nào trốn đi đâu được. Rồi, và thực ra thì đây cũng là một cái câu chuyện khá là thú vị mà mình muốn chia sẻ với anh em. Và nếu như mà sau này anh em có muốn làm việc tại Apple chẳng hạn, thì anh em có thể lấy những cái tên khác, không phải là Samsung. Ví dụ như kiểu là Android hay là Microsoft chẳng hạn. Đấy, thì đó là những cái tên mình nghĩ rằng là sẽ hợp lý hơn. Thế còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về những cái gọi là muôn vàn những kiểu mà làm việc với Apple trong những cái video ngày hôm nay? Thì anh em hãy comment phía bên dưới nhé. Và sau những câu chuyện mà mình vừa kể thì có anh em nào muốn làm việc tại Apple nữa không? Thì anh em hãy để lại ý kiến ở phía bên dưới. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anh Em TV. Bởi vì nếu như có bất kỳ những câu chuyện nào hay thì bọn mình cũng sẽ ngay lập tức chia sẻ cho anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.